Tháng 1, hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để kiểm soát trận cháy rừng tồi tệ nhất trong 30 năm qua, càn quét hơn 12.000 hecta ngoại ô phía nam thành phố Adelaide và phá hủy nhiều ngôi nhà. Theo Cục Khí tượng Úc, năm 2014 là năm thứ ba liên tiếp nhiệt độ được ghi nhận là nóng nhất từ trước đến nay. Vụ cháy đã lan ra 240 km chiều dài bang South Australia. Giới chức địa phương cho biết 48 giờ sau khi vụ cháy diễn ra sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với những nỗ lực chữa cháy. Do gió thay đổi và nhiệt độ tăng cao hơn bình thường. Nhiệt độ hiện nay là 38 độ và gió hiện đang thổi từ hướng đông nam. Chúng tôi hy vọng gió sẽ chuyển hướng sang đông bắc và phía bắc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hy vọng sức gió sẽ ở mức 25-35 km/h. Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức nhưng không quá nghiêm trọng. Ít nhất 29 người bị thương và được đưa đến bệnh viện, nhưng không có báo cáo tử vong. Đây là trận cháy rừng tồi tệ nhất về cường độ lẫn quy mô trong suốt 30 năm qua, kể từ khi trận cháy năm 1983 làm 75 người chết và tiêu hủy gần 2.000 căn nhà.